Tại cuộc họp cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết trích ngân sách địa phương để khoán kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố bắt đầu từ năm 2024. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã loại 1 được khoán quỹ bằng 8 lần mức lương cơ sở trên mỗi tổ chức mỗi năm, loại 2 và loại 3 lần lượt bằng 7 và 6 lần. Từ năm 2024, tỉnh Quảng Bình sẽ trích hơn 59 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để khoán kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn bản, tổ dân phố. Trong đó, hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn bản, tổ dân phố là hơn 49 tỷ đồng. Việc tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cán bộ xã, thôn, bản, tổ dân phố được kỳ vọng tạo ra động lực quan trọng đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nỗ lực hơn trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chuyển sang một số nội dung trong nước khác. Sáng ngày 21 tháng 12 tại số 9 Hoàng Diệu, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Viện Khảo Cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2023 và kết quả khai quật nghiên cứu từ năm 2011 đến nay tại Hoàng Thành Thăng Long. Điện Kính Thiên được xây dựng vào năm 1428 dưới thời vua Lê Thái Tổ, là cung điện quan trọng nhất tại trung tâm cấm thành Thăng Long. Năm 1886, điện Kính Thiên bị phá hủy, hiện chỉ còn sót lại di tích thềm bậc và nền điện. Hình dáng kiến trúc điện Kính Thiên luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, nghiên cứu, khoa học. Vì vậy, từ năm 2011 đến nay, nhiều cuộc nghiên cứu khai quật khảo cổ học đã diễn ra tại khu vực trung tâm Hoàng Thành, thu được kết quả to lớn, song vẫn chưa tiếp cận được nền điện Kính Thiên cho đến năm 2023. Các nhà khảo cổ học mới tiến hành khai quật thăm dò được khu vực phía đông bắc di tích nền điện Kính Thiên với tổng diện tích hơn 1.000 m2 tại 3 vị trí: cục tác chiến, nền điện Kính Thiên và hậu lâu. Lần đầu tiên ta nhìn thấy cái nền móng của chính điện, nó dày và nó được làm rất kỹ của thời Lê Sơ thế kỷ thứ 15-16. Và trên cái nền điện đó thì người ta bắt đầu xây dựng kiến trúc. Và kiến trúc ở đây thì đương nhiên là ta hiểu rằng đấy là kiến trúc của điện Kính Thiên. Cuộc khai quật bước đầu đã xác định được một phần kết cấu, kiến trúc khu vực chính điện Kính Thiên thời Lê Sơ từ thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 16 và thời Lê Trung Hưng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, gồm có chính điện Kính Thiên, ngự đạo, sân đại triều, cổng, tường vây và hành lang bao quanh. Kết quả của cái việc đào này nó rất là quan trọng bởi vì nó đã chỉ ra cho chúng ta thấy được tính chân xác của nền điện Kính Thiên và cũng đã trả lời được một phần liên quan đến diện tích cũng như các cái bước gian của cái nền điện Kính Thiên. Cần phải có một cái nghiên cứu tiếp tục và cần phải có những cuộc khai quật tiếp tục vì chúng ta đặt ra vấn đề là chúng ta nghiên cứu cái không gian điện Kính Thiên chứ không phải chỉ có ngôi điện Kính Thiên. Kết quả này tuy mới là bước đầu nhưng đã mang lại ý nghĩa to lớn trong việc tìm hiểu các giá trị của di sản thế giới khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, góp phần nghiên cứu thêm nhiều tư liệu mới mang tính xác thực cao, hướng tới phục dựng chính điện Kính Thiên và không gian chính điện Kính Thiên trong tương lai. Chiều ngày 21 tháng 12, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp ông Gennady Stepanovich Bedetko, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Chia sẻ tại buổi tiếp, đại sứ Bezetko bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp. Đại sứ mong rằng thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga làm ăn và phát triển, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị gắn bó Việt Nam và Liên bang Nga. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 10 dự án đầu tư FDI của Nga và liên doanh các đối tác với tổng số vốn đầu tư khoảng 3,7 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như dịch vụ lưu trú và ăn uống, sản xuất, lắp ráp ô tô các loại.